Đây nha, tôi bắt đầu phân tích này. Đây nhá, này, nhìn tự nhiên lag này. Đây đây đây, nhìn này, nhìn này. Má thấy không? Nó đứng hình luôn. Em vàng không hiểu sao ăn kẹo đấy, không đi được. Nhìn nhìn chuột em vàng ngấn nhá. Nè. Thấy chưa? Xong lướt không lướt được luôn. Nè, lướt đấy, đấy thấy không? Ấn lướt quá trời không được. Ừ, giời ơi. Nó mất đi nhiều cái lắm. Rồi thằng kia nó cấm Yasuo của mình. Má nó sao nó ban Yasuo của mình ta. Thôi kệ. Thấy tên Yasuo nó ban đó anh em. Vọng game này nó không có bị lag như thế nữa. Đừng có lag mấy cái pha chí mạng như vậy. Kia nó mất tốc biến pha nhảm ha, thả nó tốc mẹ ra đằng sau đi. Nhưng mà không, pha đấy mình tay mình ghi nút flash rồi, nó tốc ra đằng sau mình cũng flash ngược lại anh em ạ. Pha đấy là nó không có cơ sở gì, ép kiệt sức vào mặt đi. À, khó nhở. Má pha đấy sao mình lại chạy ta. Để nó tát cho free mấy pha vô lý quá. Trời ơi chậm quá em. Trời ơi má anh không nghĩ pha đấy trúng luôn. Giết nó. Hay. Rồi pha đấy lời rồi. Ôi cái gì này. Rồi anh em bình tĩnh nào. Ui vả đau vãi trưởng em ạ. Ui nó tát anh kìa em. Thằng này nó lên cái này đúng chả ai đánh lại nó được. Tao cầm Yasuo đi nó không ấy. Ồ mất xe. Đau lưng. Mỏi gối. Tê nhức chân tay. Họa huyết dưỡng lang Chapaco với các thành phần minh năng và bạch quả. Ôi anh ơi. Ui! Anh đừng làm vậy với em. Trời ơi đang đóng băng đẹp ông nội này ông ấy. Thôi được rồi. Mất AI rồi kìa, tốc lên, tốc lên. Em không có tốc. Chọn bài, chọn bài. Ôi ôi ôi. Ôi em ra đi vui vẻ. Ông làm như kiểu tôi biết đằng rừng ở đấy á. Tele lên top mày thương tao, tele đi. Tele lên top giúp đấy. Lên top, nhanh 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 Hoàng. Được rồi, anh phải nhìn chứ. Cứ tele thôi. Trời ơi, xài cái đấy làm gì, tele đi xong tí dùng RD RAM, ông này kém ha. Mất xe à? Đâu, anh xin lỗi. Thôi đừng, thôi anh thương. Thôi, ai biết kỹ năng farm xe của em hụt được đâu mà.
không phải hút xe thì mẹ em bảo em không hút tê lê. Ờ rồi. Rồi, được rồi. Ai à. Hay rồi. Thằng Lucy nó hên quá em. Con TF của em là cô Đam, con này chỉ đi hỗ trợ team thôi. Nó như kiểu để về một đứa support ở mid ấy. Ăn sứ giả, cần Đam, đấu má nó. Nhưng mà, ấy. Nhưng mà ý là không cần Đam nhưng mà team nó ra, anh hiểu không? Chứ là team nó ra ấy. Của ông Hoàng, bật lên. Đây. Nhanh Hoàng ơi. Ôi. Hay quá. Thôi kệ đi, một mạng đổi một trụ được mà. Lời. Cái pha bà lấy mà có thằng chun đồ là luộc hết mấy thằng AD rồi, toàn máu giấy không rồi. Vàng ngu và lờ thì tôi mới bảo tôi thông minh đâu. Ờ kìa. nghe buồn ý hả? Mà không sao anh ạ, em cũng ngu mà. Chỉ là em không, chỉ là em ngu nhưng mà em biết sửa thôi. Mày lại bồi thêm câu đấy, tức là mày bảo tao ngu đéo biết sửa đâu. Chó má, bố cứu mày 2-3 pha. Cứu mày 2-3 pha nhận được câu cay đắng hơn cả mướp. Không phải. Đúng rồi, còn gì nữa, mẹ bao nhiêu anh em chứng kiến đây. Tự nhiên em ngu nhưng em biết sửa. Ơ. Nhưng mà anh phải hiểu thêm nghĩa tích cực là ý ở đây em đang muốn nói là anh thông minh, kiểu thông minh như người bình thường ấy. Anh kiểu anh giỏi, anh tài giỏi á mà. Thôi, em ngu em biết sửa chứ anh mẹ ngu cái này để cây le lết dao đánh được. Chắc không? Thằng này mất flash, bác lấy anh R nó flash, anh nhớ. Anh Zihin mất flash. Anh có biến. Ờ anh có biến đây là em thấy vài vào mặt nó ấy, không lại không biến đâu. Chạy đi Hoàng. Thằng ta cứu mày mẹ, đứng đồng hồ cát. Ơ thằng này. Em tưởng em biết tại sao em gọi là em đánh không? Tại vì em tưởng anh đủ đam giết nó. Người bắt ta lên kìa. Ôi. Ờ thế nào bắn được, thế nào bắn được. Ủa bắn được không ta? Lâu cũng xem Tùng giờ nhìn như mấy thằng dưới đáy xã hội thế này. Mà sao ông ý lại có thể nói thế nhỉ? Ông ý nói thế là quá được. Fuck. Tôi nghĩ là tôi nên hiểu theo chiều nghĩa tích cực đúng không? Đúng rồi anh, chuẩn. Ý là dưới đáy xã hội có anh hiểu đấy. Nói thiếu câu á, anh Tùng phải là thượng cắt tóc. Nhưng mà thượng cắt tóc bị nghiện. Thượng cắt tóc chơi đồ nghe còn hợp lý. Thằng Hoàng này xứng đáng game sau đánh một mình không anh em? Ờ kìa, em anh phải hiểu theo chiều nghĩa tích. Lại còn bị mất con xe nữa. Anh đọc quyển luật tâm thức của Hoàng Bí nhá.
lêu lêu. Thằng đấy 1-4 bị anh hành mà dám chê team, đánh cho 1-4 mà chê team.